tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tây Bắc Food Travel nhé. Hôm nay tôi giới thiệu thành viên mới cho mọi người, chú chó trắng cùng tôi đi du lịch. Bây giờ đang là cảnh hoàng hôn này, tuyệt đẹp. Mọi người thấy không? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một khu rất là đẹp ở trên Tây Bắc của tôi. Đi thì gọi là đẹp cái ý rồi đấy. Trắng đâu, dẫn đưa nào, đi trước nào, đúng rồi. Đấy, hôm nay Trắng là rất là hăng hái đi dẫn đường. Đây, mọi người thấy cảnh có đẹp không? Rất sắc đẹp luôn. Bây giờ đang là buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp luôn. Trên này bà con đang trồng táo mèo này. Đây, mọi người nhìn phong cảnh phía trước đi. Đồi núi trùng điệp, cánh đồng cỏ phía trước đẹp hết sức. Đây, không có gì để phải chê cái cảnh ở đây nữa. Đây, cảnh đẹp miên man. Các bạn đã thấy ở đâu đẹp như thế không? Tôi thấy mọi người bảo là ở Ý Tí, Tà Xùa cũng rất là đẹp, mà tôi thấy trên này đẹp hơn nhiều. Đến đây nào Trắng. Nào, chào mọi người nào. Đi thôi. Bên kia là đèo Pha Đin nhá, mọi người nhá, đây. Đèo Pha Đin bên này. Tôi đang ở cao hơn cả đèo Pha Đin cơ. Đây, bạn tưởng tượng không, trên này rất là lạnh luôn. Cỏ lau thì đẹp hay ý này, ngay trước mặt. Đây, toàn bộ là cỏ lau hết. Đây, đây cánh đồng cỏ ra ở phía trước nhá. Trắng đi dẫn đường nào, Trắng đi trước nào. Đây, nào đi xem nào. Đẹp miên man hết ý luôn mọi người ạ. Đây, tôi đang lướt trên những ngọn cỏ xanh nhá. Đây, cảnh này thì có ai chê được không? Đẹp miên man hết ý luôn. Chúng ta tiếp tục đi nhá. Tôi rất là tâm đắc với cái cảnh ngọn đồi bên kia trước kìa. Chụp ảnh một kiểu đó. Hết mức luôn, hết ý luôn. Quá đẹp. Người nhìn cảnh ở đây gọi là tuyệt vời luôn. Không có gì để tả. Đấy, bên này cỏ lau rất là nhiều. Mọi người nhìn thấy mùa thu ở Điện Biên thế nào? Tôi phải nói là rất là tuyệt vời, không có gì để bàn cái đây cả. Đây, chúng ta tiếp tục đi nhá. Trắng là Trắng nào. Còn một đoạn rất là xa. Chú chó của tôi vẫn đang chăm chỉ dẫn đường cho mọi người nhé. Đây, cuối cùng đã tới cái cánh đồng lúa của bà con này. Đây, ở đây có một cái cây cô đơn. Đây, cảnh ở đây chụp ảnh thì có phải là hết sức đẹp không? Không có gì để chê luôn. Đây, chú chó vẫn đang tiếp tục miệt mài. Đi nào. Cây cô đơn cho mọi người chụp ảnh selfie thì tuyệt vời. Rồi, tôi cho mọi người xem. Bầu trời trong xanh. Cảnh trước mặt mọi người thế nào? Hoàng hôn nhá, hoàng hôn ở Tây Bắc nhá.
Đây. Quá đẹp, mỹ mãn luôn. Chúng ta tiếp tục đi nào. Trắng ơi, trắng. Đây, trắng của chúng ta vẫn miệt mài đi tìm gì đó. Đi nào trắng. Đến đâu nào. Đi đi đi. Nếu mọi người có dịp thì có thể lên Điện Biên chơi nhá. Ở trên này gọi là khu Tanh Phong Tuần Giáo. Chỗ này ngay cửa ngõ vào Điện Biên luôn. Đi nào đi nào. Đây, đã đến cánh đồng lúa của mọi người rồi. Ở đây có lúa của bà con này. Đẹp phết ý luôn. Trắng ơi nào. Đi thôi. Bà con đây chỉ trồng lúa được một vụ thôi. Vì mùa này có nước nên mới trồng được. Cảnh đẹp hết sức mọi người ạ. Tôi đi bộ khá là mệt vì chỗ này khá là dài, xa. Đây, quay từ dưới cho mọi người xem nhé. Người thấy nó mênh mông không? Mắc cát luôn. Đây, lúa vàng ươm. Đây, khung cảnh thì hết sức đẹp rồi. Nắng vàng. Tiếp tục đi nhá, theo chân trắng. Đi nào trắng. Không có cái cảnh nào có thể... Đây mọi người có thể cắm trại thoải mái ở khu này luôn. Tôi có thể lướt mọi người đây. Từ đây nhá. Đây, sang tận đây. Được ngắm hoàng hôn đây một hôm thì tuyệt vời. Đây, phong cảnh gọi là đẹp tuyệt vời luôn. Nào trắng, đi đâu đây? Đây, dẫn mọi người đi khám phá ngôi nhà của bà con người ta ở. Bên đây là mặt trời lặn nhá. Cảnh hết sức đẹp. Đây, bà con người ta đi nương người ta ở những cái nhà như này. Người bằng danh nhá. Rất là thấp luôn. Đây. Đây, còn siêu vẹo cơ. Đây, chúng ta đi về hướng này đi. Nhìn cảnh gọi là đẹp hết sức. Cảnh đẹp như trong mơ, mùa thu của Tây Bắc đây. Đây, tôi tiếp tục dẫn mọi người đi tham quan tiếp nhá. Đi thôi trắng ơi. Chạy. Úi ơi, đuổi chim. Trắng đuổi chim. Không biết là có được không? Chắc là không được rồi. Bắt dấu rồi. Đi thế nào. Trắng ơi.
Đi nào, dẫn đường nào. Việt Nam mình đúng là cảnh đẹp khắp mọi nơi. Tiếp tục đi nhá. Cảnh phía trước còn đẹp hơn nữa, nhìn đường chân trời xa xăm. Không có cái gì để diễn tả nữa rồi. Đây. Mùa vàng đây, mùa vàng Tây Bắc. Phía trước có cánh đồng lúa đây. Đây. Lúa của bà con chưa kịp gặt. Rất là cao. Đây. Đấy, mọi người có thấy ngôi nhà nhỏ trên kia không? Một cảnh tượng hết sức là bình yên luôn. Đây nhá, lúa của bà con đang gặt đây. Đây, có chỗ này gặt rồi này. Chỗ này là gặt rồi này. Cảnh rất là đẹp, hoang sơ. Đây. Đây. Bà con bình thường là người ta sẽ gặt để ở đây này, xong rồi đến hôm nào đấy người ta sẽ lên đập. Đây nhá. Đây. Ta tiếp tục đi nhá. Chẳng muốn tiếp tục dẫn đường không ta? Thực sự rất là đẹp luôn. Đấy, chúng ta tiếp tục đi nhá. Đến căn nhà nhỏ ở trên đỉnh đồi. Căn nhà của bà con dùng để nghỉ ngơi khi trời mưa. Cảnh ở đây thì còn tuyệt vời hơn nữa. Đấy, mọi người thấy sao? Người ta tăng độ sáng lên tí cho mọi người nhìn. Đấy. Xa xa dưới kia vẫn là cánh đồng lúa bà con đang gặt nhé. Ngắm được toàn bộ phía dưới luôn, con đường khúc cua đây, tuyệt đẹp. Đây, bà con người ta sợ mưa, người ta sẽ cho thóc vào trong này để tránh mưa này, cho bạt vào này. Cảnh phía trước luôn làm tôi nao lòng đây. Sao lại có thể đẹp đến như vậy? Đây, mời mọi người cùng ngắm. Quá tuyệt vời. Mọi người có dịp thì nên đến đây thử tham quan du lịch trên này một lần xem. Không bao giờ hối tiếc luôn. Mùa lúa mới trổ, mới mọc thì cũng đẹp, một màu xanh mướt luôn. Đây là mùa thu, cảnh cũng tuyệt vời. Hẹn gặp lại mọi người trong các video về vlog du lịch lần sau nhé. Mọi người nhớ ủng hộ kênh Tây Bắc Fun Travel của tôi nhé. Chào và hẹn gặp lại mọi người. À quên, đi xem trắng, chào trắng một tí đã. Đây, trắng đào gì đây trắng? Nào, chào mọi người nào. Mắc cỡ à? Chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.